Xin chào toàn thể anh em Thượng Ong. Hôm nay thì shop ống nhòm của em Minh có về được ở trên đây là một lô hàng ống nhòm Bezu 142HD. Thì lô hàng lần này em về thì về được số lượng khoảng độ tầm 40 chiếc anh em nhé. 30-40 chiếc thì giao lưu với anh em. Con hàng này thì anh em hỏi em Minh rất là nhiều rồi. Lúc nào cũng gọi cho em Minh là hỏi em Minh là đã về cái con mẫu 1 triệu Bezu chưa. Thì ngày hôm nay thì nó mới cập bến về anh em ạ. Thì vừa cập bến phát này em Minh lên luôn video cho anh em để báo cho anh em là cái hàng nó vừa về. Thì khi mà anh em xem được cái video này thì anh em có thể là liên hệ sớm nhất cho em Minh qua hotline là 0347808219 để liên hệ đặt hàng anh em nhé. Hoặc là inbox trực tiếp cho em Minh qua Zalo, số máy em để trên góc trái màn hình anh em ạ. Đây thì khi mà mở hộp ra thì anh em sẽ có một cái túi đựng được làm bằng vải dù cực kỳ là chắc chắn anh em nhé. Đó, và shop của em Minh thì chuyên cung cấp cho anh em những cái con ống nhòm chất lượng. Đó, hàng phải chuẩn này, phải đi săn được ong thì bên em Minh mới cung cấp nhá. Nên là anh em cứ yên tâm. Đây, cái túi đựng của nó thì sẽ bao gồm cả một quai đeo cho anh em này, thêm một cái quai đeo cổ nữa nhá. Quai đeo hông, quai đeo cổ đầy đủ cho anh em và sẽ có thêm cả khăn lau nữa. Đó, và khi mà anh em đặt hàng thì anh em sẽ có một cái tờ hóa đơn bảo hành 2 năm như thế này của shop em Minh, sẽ có đầy đủ tên, địa chỉ và ngày tháng năm và sẽ có chữ ký của em Minh. Em Minh là người chủ shop thì sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cái đơn hàng khi mà anh em đặt hàng nhá. Đây, cái phiên bản ống nhòm Bezu 142HD đây anh em. Đấy, phải nói là con này thì mức giá nó quanh tầm 1 củ anh em đi săn ong được rồi. Nói chung là mình không thể mưu cầu cao được như những cái con ống nhòm ED Captor cả. Đó, nhưng mà nó nói chung là trong tầm giá 1 triệu anh em có một con ống nhòm tốt và chất lượng để cho anh em đi săn. Con này phiên bản 142HD anh em nhé, 142HD và kính của nó thì sẽ là kính phủ xanh. Anh em yên tâm đi, những cái con ống nhòm như thế này thì bên em phải chuẩn chất lượng này. Bên em đã kiểm tra trước khi gửi hàng đi thì em Minh sẽ là người đứng ra và em Minh sẽ bóc hàng kiểm tra cho anh em. Nếu như mà nó có xảy ra vấn đề gì thì em Minh sẽ đổi cho anh em luôn con khác luôn. Và khi mà nhận hàng thì anh em cũng được bóc hàng và kiểm tra thêm một lần nữa. Nếu như mà không ưng thì có thể quay đầu về cho em Minh thoải mái nhé. Và đặt hàng ở bên shop em Minh thì không cần phải cọc bất kỳ một đồng nào. Đó, bên em Minh làm ăn uy tín chuẩn chỉnh, đó, lấy cái uy tín và danh dự ra là số 1 hàng đầu. Đó, anh em đi săn mà có vấn đề gì thì bên em Minh sẽ hỗ trợ cho anh em này. Anh em để ý nhá, cái cục mắt của nó cực kỳ là trơn tru và mượt mà, để khi mà anh em đi săn ong thì anh em vặn cái cục mắt này lên và sau đó anh em nhìn, đặt mắt vào anh em nhìn gập thân ống nhòm cho em và anh em sẽ xoay cái vòng xoay lấy nét ở giữa thân này để anh em lấy nét này anh em có thể là nhìn được rồi. Đó, toàn thân thì sẽ được bọc một lớp cao su cực kỳ là dày dặn và chắc chắn. Con này thì nó sẽ có cả chống nước nhá và sẽ có logo Bezu ở trên thân này. Đó, để khi anh em nhận hàng thì sẽ đúng chuẩn Bezu nhá. Đó, 142HD. À, anh em nào cân đối được chiếc này thì liên hệ sớm nhất cho em Minh, mức giá rẻ nhất thị trường cho anh em chỉ có 1 triệu thôi. À, ống nhòm 1 triệu mà anh em đã có thể đi săn ong. Và khi mà anh em đi săn ong cải thiện kinh tế thì anh em sẽ mua được những con ống nhòm nó cao cấp hơn nha anh em nhé. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm, con này sẽ là kính phủ xanh này. Bảo hành cho anh em là 2 năm nhận hàng test thoải mái cho em, không ưng thì có thể quay đầu anh em lưu ý nhá. Đó, bọc cao su toàn bộ và có chống nước phiên bản 142HD. Những em nào mới tập chơi ống nhỏ hay là những anh em nào mà tài chính hạn hẹp, tài chính yếu thì có thể là sử dụng phiên bản này để đi săn ong và sau đó là nên đời dần dần nhá. Anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ sớm nhất cho em Minh qua hotline là 0347 808219 hoặc là inbox trực tiếp qua Zalo của em Minh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.